Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Nhìn từ Phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình ngày hôm nay chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin đáng chú ý sau đây. Lắp đặt camera giám sát cách ly tập trung trước ngày 12 tháng 6. Hà Nội tổ chức thi lớp 10 đảm bảo an toàn phòng dịch. Bảo đảm an toàn giao thông đường thủy trước mùa mưa bão. Lào Cai nguyên chủ tịch xã đi buôn ma túy. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 1 tháng 6, tỉnh Tuyên Quang tổ chức lễ xuất quân đưa 22 cán bộ y bác sĩ đến hỗ trợ tỉnh Bắc Giang phòng chống dịch. Các y bác sĩ chi viện cho Bắc Giang đều là những người có chuyên môn giỏi và có kinh nghiệm chống dịch. Dự kiến sẽ trực tiếp đến hỗ trợ Bệnh viện Phổi và Bệnh viện Tâm thần tỉnh Bắc Giang là nơi đang điều trị các bệnh nhân F0. Sự chi viện hỗ trợ về nhân lực phục vụ công tác chống dịch đối với Bắc Giang trong thời điểm này có ý nghĩa vô cùng quan trọng và cấp thiết. Với kinh nghiệm chống dịch hiệu quả, đội ngũ thầy thuốc, bác sĩ, nhân viên y tế của tỉnh Tuyên Quang không chỉ chia sẻ, đóng góp sức lực và kinh nghiệm cho tuyến đầu của Bắc Giang mà còn động viên tinh thần cho các lực lượng đang tham gia chống dịch cùng chung tay góp sức đẩy lùi dịch bệnh trong thời gian sớm nhất. Để tăng cường phòng chống dịch COVID-19, không để xảy ra lây nhiễm tại các cơ sở cách ly y tế tập trung và lây nhiễm ra cộng đồng, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 đã chỉ đạo tăng cường giám sát các cơ sở cách ly y tế tập trung bằng camera. Theo đó, giao Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo hỗ trợ các tỉnh, thành phố tăng cường áp dụng công nghệ thông tin, giám sát bằng camera ở tất cả cơ sở cách ly do quân đội quản lý và cơ sở cách ly dân sự, đồng thời làm đầu mối quản lý hệ thống giám sát camera tại các khu cách ly tập trung. Các đơn vị chỉ đạo hoàn thành việc lắp đặt hệ thống camera giám sát tại các cơ sở cách ly y tế tập trung và kết nối với hệ thống kết nối tập trung các camera giám sát trước ngày 12 tháng 6 tới. Bộ Y tế vừa ban hành quyết định hướng dẫn sử dụng các ứng dụng khai báo y tế và phát hiện tiếp xúc gần phục vụ phòng chống dịch bệnh COVID-19. Cụ thể, người dân khi đến nơi công cộng, tập trung đông người phải cài đặt ứng dụng phát hiện tiếp xúc gần Bluezone và bật chế độ Bluetooth. Người thuộc diện cách ly y tế hoặc giám sát y tế sau cách ly có điện thoại thông minh phải cài đặt ứng dụng khai báo y tế VHD và ứng dụng phát hiện tiếp xúc gần. Ngoài ra, Bộ Y tế đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xử phạt các trường hợp có điện thoại thông minh nhưng không thực hiện cài đặt, sử dụng ứng dụng theo quy định trên cơ sở tình hình dịch COVID-19 và điều kiện thực tế tại địa phương. Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố quyết định khu vực, địa điểm đang có ổ dịch COVID-19 trên cơ sở tham mưu của Sở Y tế để áp dụng nghiêm các biện pháp chống dịch phù hợp mà không áp dụng hướng dẫn này. Trước tình trạng một số cá nhân đăng tải thông tin trên mạng giao bán các kit test nghiệm nhanh để phát hiện COVID-19, Bộ Y tế đã đề nghị mọi người dân hết sức cảnh giác, thận trọng vì các kit test nghiệm này chưa biết có hiệu quả trong việc xét nghiệm xác định bị nhiễm virus SARS-CoV hay không và đã được các cơ quan Việt Nam kiểm định cũng như được cấp phép lưu hành hay chưa. Trong bối cảnh dịch bệnh hiện nay, đặc biệt là dịch COVID-19, nếu các kit xét nghiệm giả mạo, chất lượng không đảm bảo, không những không phát hiện ra bệnh mà còn là nguy cơ phát tán làm lây lan dịch bệnh. Đồng thời, Bộ Y tế cũng đề nghị các cơ quan chức năng cần vào cuộc để kiểm tra các thông tin giao bán trên. Những ngày qua, các ca nhiễm COVID-19 tại Bắc Giang vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Không chỉ người lớn, rất nhiều các ca F1 khi vào khu cách ly là những em nhỏ, ở độ tuổi còn non nớt. Có thể các con chưa hiểu hết được sự nguy hiểm của dịch bệnh, nhưng có lẽ chính sự hồn nhiên, ý thức và sự kiên cường của các con đã tạo ra nguồn động lực mạnh mẽ, khích lệ người thân và cộng đồng chung tay chiến thắng dịch bệnh. Trường mầm non xã Việt Tiến, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. Bởi dịch bệnh nên nơi đây đã được tận dụng thành khu cách ly tập trung cho các ca F1. Điểm khác biệt ở khu cách ly này là sự xuất hiện của nhiều cháu nhỏ, con của những người công nhân kém may mắn trong đợt dịch lần này. Bữa cơm trưa của hai bố con anh Nguyễn Văn Toản diễn ra trong tĩnh lặng. Nguyên Vũ, 8 tuổi, xa mẹ đã gần 10 ngày. Trời nóng, cơm cũng khó ăn hơn. Nhưng trong từng cử chỉ và ánh mắt của Vũ vẫn tràn đầy sự hồn nhiên và rất nghị lực. Qua cái này 8 ngày rồi ạ. 8 ngày rồi. Thế con có nhớ mẹ không? Con có ạ, con rất nhớ ạ. Những lúc nhớ mẹ thì con làm gì? Con thường buổi tối con cũng gọi cho mẹ. Gọi như nào? Nói chuyện gì? Con hỏi mẹ, mẹ có khỏe không? Mẹ ăn cơm chưa? Con mong muốn là con luôn đeo khẩu trang và ăn uống sạch sẽ. Và
thực hiện nghiêm những cái quy định để mình sớm được về nhà đúng không? Vâng ạ. Theo như là giãn cách thì chúng tôi cũng ý kiến đến con là ăn rồi chúng ta ngủ nghỉ tại chỗ, thì những giờ sinh hoạt chúng ta đi tắm rửa thì chúng ta vẫn phải giữ khoảng cách và vẫn phải đeo khẩu trang. Trong khi ăn thì chúng ta có thể bỏ trong dùng xong thì chúng ta sử dụng cái nước súc miệng xong rồi chúng ta phải đeo khẩu trang. Lâu hơn bố con anh Toàn, bà Đặng Thị Tròn cùng 4 đứa cháu nhỏ cũng đã trải qua hơn 15 ngày cách ly tại đây. 3 đứa ở độ tuổi mầm non, đứa còn lại đang học cấp 1. Cũng bởi dịch bệnh, lũ nhỏ và bố mẹ phải tạm thời xa cách. Một mình xoay sở với đàn cháu nheo nhóc, nhưng sự mệt mỏi là điều không dễ thấy trên gương mặt của người phụ nữ này. Bởi theo bà, sự ngây thơ, hồn nhiên và ngoan ngoãn của lũ trẻ luôn là nguồn động lực tiếp sức cho bà vượt qua giai đoạn khó khăn này. Các cháu ở nhà nó tình sống với bà nó quen rồi. Nó không có bố mẹ hôm nào cũng điện. Ngày nào cũng điện 1-2 lần. Hai cái đứa này là ở với bà hết. Là không có cái vấn đề gì. Bà có hy vọng rằng là 1-2 ngày tới thì bà cháu mình được trở về nhà, bình thường trở về nhà. Các bà là muốn mong là nhanh cho các cháu về cho nó dọc cái rãi thì nó thoải mái cho các cháu. Cả xã Việt Yên hiện có hơn 50 em nhỏ thuộc diện F1 đang ở nhiều khu cách ly. Do còn nhỏ nên điều kiện sinh hoạt của các con cũng được các tổ quản lý khu cách ly quan tâm hơn. Từ khi kích hoạt từ hôm 17 giờ thì có khoảng tầm 15-16 đoàn về chia sẻ cũng như là hỗ trợ cho các cháu về cái trang thiết bị thiết yếu cũng như là các cái đồ ăn uống, đặc biệt là sữa cũng như là các cái bánh kẹo để các cháu trong này khỏi cái thiệt thòi như các cháu ở ngoài. Vườn cổ tích của trường mầm non xã Việt Tiến những ngày qua rất vắng lặng. Nhưng cái vắng lặng ấy là điều cần thiết ở thời điểm này. Cái vắng lặng thể hiện rõ quyết tâm của người dân trong việc thực hiện tốt các biện pháp giãn cách. Nếu từ nay đến mùng 10 tháng 6 tình hình dịch tiếp tục được kiểm soát, thì kỳ thi vào lớp 10 sẽ được tổ chức, nhưng an toàn phòng dịch phải đặt lên hàng đầu. Đây là khẳng định của lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, và dự kiến sẽ có hơn 93.300 học sinh tham dự kỳ thi này. Thực hiện nghiêm chỉ đạo của thành phố, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tích cực chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 dự kiến từ ngày 10 đến 14 tháng 6. Qua rà soát, trong toàn ngành có 6 F0, 109 F1 và 1.242 F2, trong đó 11 F1 và 133 F2 là học sinh lớp 9 chuẩn bị thi. Thành phố dự kiến sẽ tổ chức 4.500 phòng thi ở 190 điểm thi. Sở sẽ huy động hơn 12.000 cán bộ phục vụ thi. Sở Giáo dục và Đào tạo đang cùng Sở Y tế xây dựng văn bản hướng dẫn cụ thể, chi tiết đến từng cán bộ coi thi, địa điểm thi về công tác chuẩn bị trước, trong và sau kỳ thi. Ngoài xây dựng kịch bản, lãnh đạo thành phố yêu cầu Bí thư, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các phường phải vào cuộc và sẽ tổ chức đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị thi tại cơ sở. Hiện mặt hàng quả vải thiều tươi được cơ quan hải quan Lạng Sơn đưa vào danh mục mặt hàng ưu tiên, nên thời gian làm thủ tục cho một xe hàng chỉ từ 5 đến 10 phút. Một trong những thị trường truyền thống của vải thiều Bắc Giang là Trung Quốc. Vì vậy, để tạo điều kiện cho quả vải tươi xuất khẩu thuận lợi trong điều kiện nắng nóng hiện nay, các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn có nhiều giải pháp để ưu tiên hỗ trợ thủ tục thông quan các lô hàng quả vải. Nên thời gian làm thủ tục cho một xe hàng chỉ 5 đến 10 phút, một trong những thị trường truyền thống của vải thiều Bắc Giang là Trung Quốc. Vì vậy, để tạo điều kiện cho quả vải tươi xuất khẩu thuận lợi trong điều kiện nắng nóng hiện nay, các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn có nhiều giải pháp để ưu tiên hỗ trợ thủ tục thông quan các lô hàng quả vải. Chiều ngày 31 tháng 5, tại tỉnh Bắc Giang, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan đã làm việc với địa phương này để nắm bắt tình hình và tháo gỡ khó khăn nhằm thúc đẩy tiêu thụ vải thiều. Trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, tỉnh Bắc Giang đã tập trung chỉ đạo sản xuất và tiêu thụ vải thiều theo từng cấp độ, bảo đảm không ảnh hưởng đến sản xuất và tiêu thụ vải. Địa phương này đã sớm xây dựng kế hoạch về sản xuất vải thiều an toàn, đồng thời xây dựng kế hoạch tiêu thụ vải trong tình hình dịch bệnh COVID-19 với 3 kịch bản cụ thể là dịch bệnh được kiểm soát, dịch bệnh diễn biến phức tạp và dịch bệnh ảnh hưởng toàn diện. Tỉnh Bắc Giang cũng đã chủ động phương án bảo quản xây dựng gần 1.300 lò sấy khô. Trong trường hợp tiêu thụ khó khăn sẽ sấy khoảng 40-50.000 tấn. Tính đến ngày 30 tháng 5, tổng sản lượng vải thiều tiêu thụ của tỉnh ước đạt 20.000 tấn trên 180.000 tấn.
Hiện nay vải thiều bắt đầu vào vụ thu hoạch rộ, sản lượng lớn, thời gian thu hoạch ngắn, khó bảo quản. Do vậy, áp lực thu hoạch là rất cao, trong khi nguồn nhân lực phục vụ cho công tác thu hoạch, vận chuyển và tiêu thụ hiện nay rất khó khăn. Đặc biệt, một số địa phương bị giãn cách, cách ly do dịch bệnh thì lái xe, thương nhân tỉnh ngoài đến thu mua, vận chuyển nông sản bị hạn chế. Vì theo quy định, khi vào vùng dịch về địa phương thì phải cách ly y tế. Đánh giá cao sự quyết tâm nỗ lực của Bắc Giang, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan chỉ đạo sẽ thành lập hiệp hội ngành hàng, tập trung tháo gỡ khó khăn cho Bắc Giang, nhất là hệ thống xe vận chuyển và khâu lưu thông, truyền thông, quảng bá sản phẩm. Đồng thời phối hợp với Bộ Công Thương chỉ đạo hệ thống siêu thị phân phối lớn đưa sản phẩm đặc sản của Bắc Giang vào hệ thống phân phối lớn, tiếp tục đàm phán mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản, xây dựng mô hình chuyển đổi số và liên kết chuỗi sản xuất và tiêu thụ vải thiều Bắc Giang. Vietnam Airlines trở thành hãng hàng không đầu tiên tại Việt Nam ký thỏa thuận với Hiệp hội Hàng không Quốc tế thử nghiệm ứng dụng hộ chiếu sức khỏe điện tử IATA Travel Pass. Đây là một trong những giải pháp được kỳ vọng nhất để Việt Nam mở cửa biên giới một cách nhanh chóng và an toàn. IATA và VNA bắt đầu triển khai thử nghiệm từ tháng 6 năm nay. Trước khi khởi hành, hành khách đặt lịch và đến xét nghiệm hoặc tiêm chủng vaccine COVID-19 tại cơ sở được chỉ định bởi chính phủ nước sở tại đã được đăng ký với IATA. Sau đó chia sẻ kết quả điện tử và xác nhận tình trạng bay với hãng hàng không trước khi bắt đầu hành trình. Ứng dụng giúp hãng hàng không và nhà chức trách kiểm tra tính hợp lệ của các chứng chỉ và dễ dàng định danh hành khách. Mọi thông tin được bảo mật và chỉ được chia sẻ khi hành khách cho phép. Sau gần 4 năm phải dừng thu phí để chuyển trạm thu phí từ cầu Tân Đệ về tuyến tránh thị trấn Đông Hưng, tỉnh Thái Bình, ngày 1 tháng 6, Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho phép nhà đầu tư dự án là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên TASCO 6 chính thức thực hiện thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ tại trạm thu phí km 72+800. Với chiều dài của dự án gần 7 km, được thiết kế đường cấp 3 đồng bằng với vận tốc đạt 80 km/h, dự án sẽ thu phí trong vòng 8 năm. Mức giá thu phí thấp nhất là 20.000 đồng một lượt với xe dưới 12 chỗ ngồi, xe tải dưới 2 tấn, các loại xe buýt vận tải hành khách công cộng. Mức cao nhất 120.000 đồng với xe tải từ 18 tấn trở lên, xe chở hàng bằng container 40 feet. Quy mô trạm gồm 4 làn thu phí theo công nghệ thu phí không dừng ETC. Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết, người dân thuộc 4 xã có dự án đi qua thuộc huyện Đông Hưng sẽ được giảm giá. Trong đó các phương tiện không sử dụng vào mục đích để kinh doanh được giảm 100% giá vé. Các phương tiện khác giảm 50% giá vé. Các loại xe buýt nội tỉnh giảm 100% giá vé. Thưa quý vị và các bạn, trước những diễn biến bất thường của thời tiết luôn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông đường thủy, công tác tuyên truyền cho nhân dân và tăng cường tuần tra kiểm soát nhằm đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến đường thủy nội địa được lực lượng chức năng đẩy mạnh. Ghi nhận trên tuyến đường thủy số 2, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội. Ghi nhận tại bến đỏ Sâm Xuyên, xã Hồng Vân, huyện Thường Tín, Hà Nội, các bến đỏ tại đây khá đông khách. Dù chủ phương tiện đã trang bị đầy đủ áo phao và công tác tuyên truyền được nhắc nhở thường xuyên, nhưng nhiều khách đi đò chưa tuân thủ luật an toàn giao thông đường thủy. Được, nói chung là bến phà này thì chúng tôi là hầu như là chuẩn bị áo phao này, dụng cụ lội này, phao tròn, phao lắm. Đấy là phát cho những người đi qua phà. Hầu như là cứ mỗi một năm là chúng tôi lại phải những cái nào cảm thấy nó không đảm bảo chất lượng thì chúng tôi bỏ đi và đồng thời bổ sung thêm những cái mới. Nhắc nhở là hành khách là ngồi đúng vị trí và cầm những cái dụng cụ lội như áo phao hoặc là phao tròn, phao lắm. Đối với các xà lan chở vật liệu xây dựng như thế này, nhiều chủ tàu đã ý thức tuân thủ việc chở tải theo đúng quy định. Mỗi tàu này nên chở bằng đăng kiểm theo đúng quy định của nhà nước quản tải, và nếu mà chở quá tải thì đôi khi mình xảy ra cái tình huống gì cấp bách quá thì mình không thể phản ứng được kịp thời. Các anh đường công an đường sông đường thủy là luôn tuyên truyền cho anh em ở đường tàu bè sông nước thì luôn để cho các anh em tàu bè sông nước là đảm bảo an toàn để trên phương tiện để lưu thông trên mọi tuyến đường. Quản lý gần 100 km đường thủy thuộc sông Hồng và sông Đuống, trong đó có 13 bến đò ngang và hàng trăm tàu thuyền qua lại thường xuyên trên tuyến. Vì vậy, việc tuyên truyền nhắc nhở cũng như chú trọng phát hiện những vi phạm về an ninh, an toàn đường thủy, đặc biệt là vào mùa mưa lũ đã được Đội Cảnh sát Giao thông Đường thủy số 2, Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội đặc biệt chú trọng. Đội Cảnh sát Giao thông Đường thủy số 2 đã xây dựng cái kế hoạch cụ thể để tuyên truyền tới các cái người tham gia giao thông trên đường thủy và các cái bến đò ngang dọc cái Đội Cảnh sát Giao thông Đường thủy số 2 quản lý. Thì trong đó thì Đội Cảnh sát Giao thông Đường thủy số 2 đã quán triệt tới 100% cán bộ chiến sĩ khi tuần giao thông
thì phải đảm bảo việc tuyên truyền nhắc nhở người tham gia giao thông. Ngoài cái việc tuyên truyền nhắc nhở thì đội cảnh sát giao thông đường thủy số 2 cũng đã thường xuyên tuần tra và xử lý những cái đối tượng, những cái người tham gia giao thông đường thủy mà không chấp hành cái luật giao thông đường thủy nội bộ. Theo dự báo, mùa mưa bão năm nay sẽ có nhiều diễn biến phức tạp. Bên cạnh các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông đường thủy đã và đang được các cấp, các ngành, lực lượng chức năng tích cực triển khai, các chủ phương tiện và người dân cũng cần nâng cao ý thức chấp hành nghiêm luật giao thông đường thủy nội địa, hạn chế đến mức thấp nhất những vụ tai nạn có thể xảy ra. Mới đây, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã đưa 10 di sản văn hóa phi vật thể vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Lễ hội đua ngựa Bắc Hà, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai chính thức được ghi danh trong đợt này. Giải đua ngựa truyền thống Bắc Hà đã trở thành lễ hội thường niên của huyện Bắc Hà, được tổ chức mỗi năm một lần, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân, góp phần bảo tồn và phát huy truyền thống văn hóa thể thao đặc sắc của đồng bào các dân tộc Bắc Hà, quảng bá hình ảnh con người, du lịch Bắc Hà đến du khách trong và ngoài nước, trở thành điểm nhấn thu hút khách du lịch đến Bắc Hà. Công an xã Bản Vược phối hợp với đội điều tra tổng hợp Công an huyện Bát Sát, tỉnh Lào Cai bắt giữ Tần A Khé, 49 tuổi, nguyên là chủ tịch Ủy ban nhân dân xã khi đang vận chuyển ma túy. Theo đó, khoảng 19 giờ ngày 30 tháng 5, lực lượng công an bắt giữ Tần A Khé khi đang dùng xe máy vận chuyển trái phép ma túy, thu giữ một bánh heroin và 1.600 viên ma túy tổng hợp. Khé khai nhận mua số ma túy trên ở Thanh Hóa với giá 120 triệu đồng, đã trả trước 60 triệu đồng nhưng chưa kịp tiêu thụ thì bị bắt giữ. Tần A Khé nguyên là chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Trịnh Tường, huyện Bát Sát, tỉnh Lào Cai từ tháng 3 năm 2002 đến tháng 4 năm 2005. Tuy nhiên, Khé không trúng cử Hội đồng nhân dân xã Trịnh Tường nên bị điều chuyển xuống làm xã đội trưởng. Đến tháng 3 năm 2006 thì bị buộc thôi việc. Chỉ với chiếc xe bò kéo và giả làm những người lao động bình thường mà một nhóm đối tượng ở Đà Nẵng đã thực hiện chót lọt 40 vụ trộm cắp vật liệu xây dựng ở các công trình lớn nhỏ trên khắp địa bàn thành phố. Trước sự lo lắng của người dân, đội cảnh sát hình sự công an quận Hải Châu đã xác lập chuyên án và rất nhanh chóng bắt quả tang số đối tượng trên khi vừa thực hiện xong hành vi phạm tội của mình. Đây là hình ảnh camera của một nhà dân ghi lại được. Lợi dụng nửa đêm về sáng, một nhóm đối tượng đã ngang nhiên dùng xe bò đến trộm cắp số vật liệu xây dựng được che đậy kỹ càng. Đáng nói hơn, hành vi của nhóm này rất manh động, liều lĩnh, không hề sợ hãi và có sự phân chia nhiệm vụ rõ ràng. Tại cơ quan công an, 7 đối tượng khai nhận chỉ quen biết nhau ngoài xã hội nhưng nhóm thường xuyên rủ nhau đi trộm cắp tại các khu công trình để có tiền ăn chơi, tiêu xài cá nhân và sử dụng ma túy. Ban ngày thì lúc hay chạy, buổi chiều hay chạy đi coi, rào quanh coi thử có chỗ nào không, nếu mà có chỗ công trình nào mà không có người ở lại thì là về cái là anh em có chỉ điện nhau, ví dụ như thích muốn đi với người nào đó thì người đó tự gọi, hoàn toàn mấy người anh em hoàn toàn gọi trước cho em. Có em có là ở đây này có công trình cái chi tập tấu đi lên đi làm cho vui, với là rủ em lên cái rồi lên cái thì tấu là anh em tới chặn ngang công trình coi thử có hay không, nếu mà có mà không có ai ở lại thì với lái. Vật chứng thu giữ của các đối tượng gồm 3 chiếc xe bò, 5 xe máy và hàng tấn sắt thép là vật liệu xây dựng trộm cắp được, chưa kịp tiêu thụ. Cũng mong muốn người dân là cần phải nâng cao cái tinh thần cảnh giác, bảo quản tài sản của mình đầu tiên. Bởi vì các đối tượng đánh vào cái tâm lý người dân là những cái tài sản này người dân sẽ không để ý, hoặc là người dân sẽ để một cách là không có cách đề phòng bảo quản. Các đối tượng đánh vào những tâm lý này thì nhanh chóng để mà thực hiện cái hành vi trộm cắp. Trong những ngày Đà Nẵng phải căng mình chống dịch, nhiều công trình phải gác lại, chấp nhận trễ tiến độ để đảm bảo an toàn cho người dân, hành vi trộm cắp này cần đáng lên án, đồng thời cũng là bài học cảnh giác cho những ai còn lơ là, chủ quan trong bảo quản, bảo vệ tài sản của mình ở các khu công trình xây dựng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình Nhìn từ phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Xin được cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.